Rồi đi dài, đi dài. Anh Long cũng đi ra xe vậy ha cô Trinh chị. Kìa có lên anh Hoàng sắp ra ngoài kìa. Có ai chụp hình giùm em không? Đó quý vị, Long may mắn ghê không? Em gái, chị gái đã tặng cho Long một cái bức tranh. Hoa nhìn đây. Tại vì hát cái bài Lạy Phật Quan Âm của chương trình hôm nay là chương trình của thầy, chương trình gì vậy chị? Hành trình nhân ái. Chụp hình nhây. Nhây, chụp hình cho anh. Dập. Đẹp quý vị. Hả? Quá đẹp đúng không? Không, không, không. Chị viết ra pháp rất là dở luôn. Nói chữ này là của chị không luôn. Trời luôn. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, chúc anh vui. Dạ, chúc anh vui. Rồi em đi nha.
Ơi được tặng kẹp nữa ta. Ôi. Con gái tặng hai được ha, tặng hai cái kẹp rồi cái cài nữa. Hỏi cô có đuôi nàng tiên cá không con? Không có hả? Đi về. Rồi thôi đi về. Đi. Đi 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 hai, đi đi hai. Kè cho cái con thỏ nó kìa. Bé Ly nhận quà quá trời luôn. Cô cho nha. Đó, cô cho bé Ly nè. Đi cảm ơn cô chưa? Dạ, em đi ngoan lắm á. Dở quá không hỏi rồi cô có nuôi nàng tiên cá không? Đó tao nói trước thì không có. Dạ.